sẹt xuống, lấy số dưới sẹt lên, hôm sau sẽ ra số đầu, số ngày gấp mấy toàn là gom tiền đập thẳng tay mà hôm qua rớt vô. Ủa sao kỳ vậy ta? Tôi nghiên cứu kỹ dữ lắm rồi mà. Để coi, con này cộng với con này nè, để coi hôm sau. Ủa, đây nè. Ủa, số đầu nè. Không đánh thì không ra, mà đánh thì tiêu. Có nhiều khi đeo con số cả tháng không ra, mà vừa hết tiền, ngưng có ngày à, tụi nó ra một lúc hai ba lô một lượt luôn á. Khó hiểu thiệt á. Chắc cái gì á. Chắc có cái gì nó bí ẩn mà mình chưa tìm ra nè. Không lẽ tại phần số của mình nó đen thui sao ta? Phần số ơi phần số, tương lai hỡi tương lai, ta trách cuộc đời sao quá đắng cay. Người thì tiền xài không hết, còn người sắp ra đường ăn Tết. Xuân, mùa xuân, xuân ơi xuân, xuân đã về, có nỗi vui nào hơn mùa xuân đến. Xuân ơi xuân, xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón xuân sang. Xuân ơi xuân, xuân đã về, cánh em bay về cho tim mình nao nức. Xuân ơi xuân, xuân đã về, những đóa mai vàng chào mừng xuân sang. Thế ngộ ghê ta, bài hát của người ta nói lên cái sự vui tươi của mùa xuân rất rộn ràng, trăm hoa đua nở. Mà sao ông này ông thể hiện một cách héo queo mà héo quắc à? Ê ông ơi, ê, đi xin kiểu như ông ai mà cho ra đường ăn Tết là cái chắc à, còn dám trách cuộc đời đắng cay nữa. Nè 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 nè, cô nói cái gì? Nè cô đừng có nhìn người ta qua ánh mắt nha. Không nhìn qua ánh mắt chứ nhìn bằng cái gì trời? Thì cái ý của tôi nói là cô đừng nhìn người qua cái hình dáng bên ngoài. Mèn ơi, ông ôm đàn nè, đội nón lá, rồi cái mặc quần áo thì không có đẹp, không phải đi xin. Ông đừng nói ông là tiên giáng trần đem sự may mắn xuống cho người phàm nha. Đúng rồi, đúng là tôi đang tìm và trao sự may mắn cho mọi người, nhưng không phải là tiên. Không phải là tiên. Ừ. Nếu vậy sự may mắn đó ông lo cho ông, còn không xong nữa, ở đâu mà lo cho người khác. Ông xạo quá. Trời ơi, cái sự may mắn đó tôi đâu có giữ được đâu à. Ủa tại sao vậy? Tại vì may mắn tôi bán cho người, may mắn tôi bán cho đời. Mua vé số giùm tôi đi cô. Vé số đâu? Đó, treo toàn ten trên cây đàn đó. Cha này chả hay chơi xì tin ghê vậy đó. Ừ. Kỳ nha. Ừ. Ăn mặc thì vậy mà nói mình là người đem sự may mắn. Rồi đã vậy hả, vé số người ta cầm lên tay, ổng chơi ổng treo toàn ten lên cái đàn, ổng sợ người ta giật là sao trời? Tôi hỏi cô, cái tay mà tôi cầm vé số rồi sao tôi đợi được, thấy không? Treo một cục vậy đó, bộ đuôi sao không thấy hả? Thông minh hả? Ôi thú thiệt với ông là từ sáng tới giờ tôi cũng ngồi chờ đây nè. Chờ gì cô? Tất nhiên là không chờ ông rồi. Tôi chờ gì? Tôi chờ mua vé số cho vậy. Chờ mua vé số? Trời ơi thiệt không cô? Cô chờ tới giờ này để cô mua vé số hả cô? Thấy gì không? Nhìn kỹ đây. Thấy con sổ dày cộm không? Nhìn vậy là biết cái thâm niên mua vé số của tôi rồi nè. Cuốn sổ của tôi á là cuốn sổ này là cuốn sổ số đề của tôi đó. Cô ơi, cô mua giùm tôi đi cô. Từ sáng tới giờ tôi chưa có bán được tờ nào hết trơn hết trọi à cô à. Thôi, đúng theo là dự kiến của tôi, hôm nay tôi phải mua gấp đôi cái sắp đó. Nhưng hồi nãy tôi quê không? Hả? Quê? Mặt tôi vậy mà ông nói tôi đuôi. Quá rồi. Mua nữa. Đi
đi chỗ khác chơi. Tôi lỡ lời cô ơi, cô mua giùm tôi đi cô. Không mua. Mua đi cô. Mua. Không mua. Mua. Không mua. Không thì thôi. Làm gì gằn giọng rè rồi ghê. Không mà. Tôi phải vậy rồi người ta mới sợ, người ta mới đi. Không mua thôi, sao nạt nộ người già. Không mua đi bán. Số may mắn đây, vé số chiều sổ lấy rổ đựng tiền đây. Ai có chi bao mộng mỹ tôi giải luôn đây. Hey, bác ơi. Cái gì? Bác ơi. Hả? Quên gì? Bác vừa nói cái gì ạ? Bác giải được chim bao. Hey, trở lại đây. Mua vé số cho nè. Vậy hả? Rồi thần may mắn sẽ mỉm cười với cô. Bác vô nhà cháu chơi đi. Có người giải chim bao giùm cái mặt mình vui hết sợ luôn vậy đó. Bác vô đi bác. Chắc bác đi từ sáng giờ cũng mệt phải không? Để con massage cho bác nha. Quên làm quá à. Con để vô lấy nước mía cho bác uống nha. Quên xào ở nhà không có nước mía, có trà đá không à? Cái gì cũng được mà cô. Cô đối xử tốt với người già, cô tử tế quá. Chắc là cô thương ba cô lắm hả cô? Chắc là cô lo lắng cho gia đình lắm hả cô? Ôi bác ơi, bác đừng có nói ba cái chuyện gia đình ở đây. Bây giờ bác cứ tập trung vô cái chuyện của con nè. Hồi giờ bác làm ơn bác bàn vô cái vụ hồi nãy đi. Ủa sao nhắc cái gia đình tôi thấy cô lo lắng quá trời à cô ha. Trời bác nhìn sao bác nói con lo lắng vậy, con đâu lo lắng đâu. Thì quên. Cô rối á. Dạ không phải. Gia đình con thực sự là đã tan vỡ từ lâu rồi. Tan vỡ rồi? Rồi cha mẹ cô đâu? Chết rồi. Chết rồi rồi. Rồi cô có chồng chưa? Chồng có vợ bé rồi. Ôi bội bạc quá. Rồi cô có con cái gì chưa? À có một đứa con gái. Mẹ ghẻ nó bắt rồi. Lấy hết gia tài luôn rồi. Chồng nó đuổi con ra khỏi nhà luôn rồi. Nói chung là con có gì á phải mướn nhà nè. Trời ơi, đúng là thảm cảnh của một gia đình. Như vậy cũng đỡ cho đứa nhỏ. Dù là mẹ kế nhưng mà có cha có mẹ cũng còn hơn ha. Ôi bác ơi, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Ủa mẹ ghẻ nó không thương nó rồi bắt nó theo làm gì cô? Ôi làm mà cái chuyện mà người đời lên án, sáng chở đi rồi tối rước về vậy thôi. À hiểu rồi. Chắc học hành ha, học nghề gì đó phải không cô? Sao đời lên án được? Ôi mới 4-5 tuổi học nghề cái gì hả? Chở ra Sài Gòn bắt con nhỏ đi xin ăn hả? Đứng xa xa canh, lâu lâu đến gồm tiền một lần cho ăn cả ngày có một buổi à. Trời ơi, một tháng mới cho nó tắm có một lần à. Trời ơi. Thậm chí nhiều lúc con không tắm nữa. Nhỏ người nó hôi như con cú vậy đó. Cô diễn tả không mà tôi nghe mùi rồi đó. Trời ơi, ở dơ vậy rồi cái thành ghẻ hết còn gì đứa nhỏ nữa cô. Trời ơi, ghẻ là đỡ. Nhiều bữa đi khám nhà liệu nó lát thâm niên luôn rồi. Trời ơi. À mà quên. Hả? Nghề đó có ghẻ càng nhiều càng tốt như nha. Như vậy người ta mới động lòng, người ta mới cho nó tiền nhiều. Rồi chồng của cô đâu mà để cho đứa nhỏ nó phải làm vậy? Ôi trời, ảnh nó chỉ biết chờ đem tiền về rồi uống rượu mặc cho đứa nhỏ kia bị đài đoá. Hôm trước xem phóng sự về trẻ em sinh ăn ở đường phố, con thấy có đứa con nít nhìn như quái vật vậy đó. Ngồi lát món đen tui trơn à. Nhìn kỹ, trời ơi, con đó. Nhìn nó mà ruột của con tôi nói đứt từng khúc. Ai mà cầm dao cắt lạp xưởng vậy đó. Cô thương con cô quá ha. Sao cô không bắt con cô về? Ở nhà thôi, thân còn lo không xong mà lo cho ai. Muốn bắt nó về thì phải có nhà cửa villa đàng hoàng, có xe hơi nhà lầu mới rước về được chứ. Mà muốn nhà cửa như vậy thì phải có tiền nhiều. Mà muốn có tiền nhiều á thì không có cách nào là phải
trúng số. Đúng rồi, mà muốn trúng số phải mua số của tôi. Mua đi cô, mở hàng làm tôi đi cô. Biết đâu chiều nay cái cô vô đập rác, cái cô rước con cô về nè, không chừng chồng cô cũng theo về luôn nữa đó cô. Đập rác năm con, trời ơi, chừng nào mới trúng. Bây giờ con chỉ mong trúng có hai con thôi mà ta nói biết bao nhiêu cái khó khăn gập gờn trong trên đây nè. Trúng hai con có 20 ngàn làm được cái gì cô? Ôi tại bác không biết thôi chứ. Chứ hai con á mà đập lớn, trời ơi ta nói nó trúng to luôn à. Cô nói không hiểu à, đập cái gì mà trúng to? Mèn ơi, nãy giờ ta giải thích quá trời này nè. Đề đó à? Đánh đề, đề đề huyền đề đó ông ơi. Đánh đề làm sao biết số nào mà đập rồi chắc trúng không? Vậy con mới nhờ đến bác à? Bác nói là bác biết giải chim bao mộng mị à. Con nằm mơ linh lắm rồi nha à. Mà ngộ nằm mơ thấy vậy chứ không biết bàn à. Không hiểu gì hết trơn á. Nên thấy uổng quá. Sổ số ra rồi nói ra người ta bàn tới bàn lui đúng thóc như giấc mơ của mình. Trời tao nói tức trào máu họng. À ha, hiểu rồi. Vậy cô kêu tôi vô đây ngồi là để bàn đề cho cô phải không? Rồi cái cô đâu có mua vé số của tôi phải không? Ừ? Mua chứ. Ừ? Mà mua xong rồi bác phải rảnh bắt bàn giùm con. Ừ. Rồi con sẽ mua hết cái sáp vé số dạy coi này cho bác đó. Vậy thiệt vậy đó hả? Ồ vậy được rồi. Rồi giờ cô mơ thấy gì cô nói tôi nghe coi nè. Đêm qua con nằm mơ thấy anh. Ủa không phải. Không phải. Quên tự nhiên nhầm miệng vậy đó. Đêm qua con nằm mơ thấy ông tiên ta nói râu tóc trắng bạc vậy đó, mà nó già như suối vậy đó. Một tay ông cầm cái cây phất trần ngang, một tay ông cầm cuốn sổ giò giống như cái cuốn sổ này nè. Mà dày vậy đó. Mà cũ vậy luôn đó. Ôi mà ngộ luôn nha bác. Sao ngộ cô? Ông đẹp vậy đó. Mà ông không mặc cái gì đó. Không phải. Nhớ ơi, ông mặc cái quần xà lọn mà ông mặc áo. Ông xếp phía trên nè, phía dưới có kính đáo. Hay mà cười nha. Mà ông đứng hả? Cái tóc, cái râu ổng không có bay bay, mà cái quần ổng cứ bay mấy vòng rồi ổng biến mất tiêu luôn à. Vui vẻ sợ luôn á. Đối đầu tưởng ma, hóa ra là tiên, tại tay ổng bay được đó. Vui quá. Cái này bàn cũng trắng tóc giống ổng mà nghe. Để coi. Cầm cuốn sổ giò giống cuốn này. Dạ. Ông tiên này cũng thuộc dạng siêu đề nè ha. Dạ. Cầm cuốn sổ, quần xà lõn bye bye. Quần xà lõn ở trần bye bye. Quần xà lõn bay chứ ổng không có bye bye. Quần xà lõn bay. Cái quần xà lõn làm như rộng hơn con người ổng nên nó bye bye vậy đó. Rồi. Ổng muốn là nhắc nhở với con đôi lời đó con ơi. Quả thật là vậy sao? Ừ. Không. Hả? Ổng bay không à? Hả? Ổng không nói gì hết trơn á. Tiên mà, ta chỉ hành động chứ người ta đâu có nói chuyện với người phàm được, phải không? À. Nhưng mà là tôi đã hiểu cái ý của ổng muốn nói cái gì rồi. Ôi hay quá hen. Ừ. Ủa, ý ổng là sao vậy bác? Bây giờ nè, ổng cầm cái phất trần ổng quơ, phải không? Ừ, ổng quơ như ổng cầm ổng đốt pháo hoa vậy đó. Vậy là ổng muốn rao bán cây phất trần đó. Hả? Ông là tiên mà còn thua đề đến nỗi không có quần áo mặc, chỉ có cái quần xà lõn mà rộng thùng thình rồi nó bay. Rồi với cái cây phất trần à, thấy không? Đây nè, tôi nói cho cô nghe. Đêm nay mà cô có nằm mơ cô gặp lại ổng nha, không biết là ổng còn có cái gì nữa không đó nha. Hả? Ổng đến á và để cảnh báo cho cô đó. Dạ. Nếu không có gì thay đổi vào giờ chót thì tương lai của cô sẽ giống như ổng, sẽ mặc cái quần xà lõn rộng bay. Ê, bác nói đúng nghen. Tiên á mà còn không thấy được đề, nó chỉ là người. Ừ. Cứ thua hoài không biết tương lai về đâu. Ừ. Thế mà lúc mà sau này mà con cũng vậy, cũng mặc cái quần mà bay không, mà trên không mà hay à, trời ơi ghê quá hả. Con sợ bác ơi. Sợ lắm trời phải không? Trời ghê mà, tiên ngại nó nhìn nó được, chắc con
nhụt lắm á bác. Sợ nhụt lắm phải không? Không phải sợ nhụt mà thấy kỳ quá. Con gái mặc cái quần rồi đứng bậy bạ. Đừng nhắc nữa. Trời ơi, gớm quá bác ơi. Cái đó không phải tim mà là con quỷ đó cô. Dạ. Cô có muốn biết tương lai cô về đâu ha? Rồi, dạ. Sẵn là rảnh nè, để coi cho con khỏe luôn nha. Dạ, thực sự con rất là sợ đó. Nếu mà con phải ăn mặc như vậy á, người ta tưởng con khùng quá, người ta đưa con vô chí họa cho con chết luôn. Thôi, con không tin vô bỏ toán nữa. Cô nói vậy chứ theo tôi biết là những người mà ghiền đề á, đi đâu với cái ghiền coi bói đó cô. Nhưng bác bói có trúng không? Cũng hên xui à. Nhưng theo tôi bấm tay biết được thì chuyện gia đình cô chỉ là do cô bịa ra thôi. Chứ chồng cô rất thương cô, rất lo lắng cho cô, thấy không? Rồi cũng thương yêu con nữa. Nhưng cũng vì đề á mà cô bán hết đồ đạc, cô nợ tùm lum tà la tứ phía bao vậy cô. Cô mới bỏ nhà, cô mới đi. Tôi nói như vậy, đúng không? Đúng như vậy không? Ôi, bác đúng là một nhà tiên tri. Bác đúng như lời của bác nói rồi đó. Không, không phải tiên, không phải tiên. Bác đem sự may mắn, vì là bác là tiên tri. Không phải. Đúng là con có lỗi với chồng của con. Con định nghiên cứu con số nào đó, rồi con đập một trận thiệt lớn, rồi con trúng. Con mới dám rước con ghẻ. Ý quên, con của con nó đang bị ghẻ đó, với chồng con về nhà. Tiền nhà thuê 2 tháng chưa đóng, 30 Tết mà không đóng là trời ơi. Bác biết con đi đâu không? Con đi lang thang như người không nhà, sống bơ vơ như một người điên. Bác tiên tri ơi, bác tiên tri. Bác giúp giùm con đi, cho con một số ơi, còn lấy lại những gì đã mất đi bác. Tôi nói rồi, không có phải tiên tri mà cái này là tiên đoán thôi. Tôi chỉ xem được tương lai của cô thôi, chứ không có số đâu mà cho cô đâu. Rồi. Bác. Lại đây. Thôi để con lại bác đi. Bác coi giùm con đi, coi cái đường tương lai của con á, con nó may mắn không? Tương lai nữa. Bàn tay cũng đẹp lắm nha. Đâu đưa tay coi. Nó giống như nải chuối cao vậy đó. Ôi trời ơi, đau thương, thương đau. Ủa ai thương con hả? Cô. Con, rồi con thương người ta con đau hả? Cô đau thương. Con đau thương. Ủa gì là sao? Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, đêm trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thâm giao, còn gian dối cho nhau. Thì hiện tại là con đang thương đau mà. Mà bác coi tương lai chứ coi hiện tại làm gì hả? Cô không có hiểu gì hết trơn à. Dạ. Có hiện tại rồi mới có tương lai chứ. Rồi, để tôi coi cái đường tương lai của cô coi. Ôi trời ơi, xấu quá. Trời con gì mà xấu hả? Không, cái tương lai nè. Tương lai xấu hả? Ủa mà sao xấu rồi bác? Hôm nay con đánh có trúng không? Tôi nói xấu là tại vì đường tương lai mịt mờ tăm tối, mà lối đi về không có ngày mai. Tại vì đề kia đã cướp đi lý trí của cô rồi. Trời, lý trí của tôi đâu rồi? Quang than kêu gào mà làm chi? Bởi cô mê đề mà làm tan, nát tan gia đình. Ở đây giọt đắng giọt cay ngậm ngùi. Cô tỉnh lại đi cô. Cô tỉnh giùm tôi đi. Cô mê đề quá, cô điên rồi. Trời gần Tết rồi làm gì có mưa mà lất phất mưa bay. Tưởng tượng đi bác,
Con nói đúng quá. Có nhiều bữa con á, sao con không có đánh. Nhưng đến 3 giờ chiều làm như là nó chịu không nổi, nó lên cái cơn rồi đó. Ma đề mà. Lý trí của con nó không dằn xé được nữa. Dằn qua dằn lại, dằn qua dằn lại, không kiềm chế được. Trời ơi, con đập nó còn nó bò luôn á. Trời ơi, chịu không nổi mình nữa. Nó ăn rồi, nó ăn sâu vô trong máu của cô rồi. Từ đó tới giờ con chỉ có nghe là mỡ trong máu, chứ làm gì có vụ mà đề trong máu đâu ta. Mỡ trong máu á, cô có thể là làm hại sức khỏe bản thân, còn đề trong máu á thì hại cả gia đình và xã hội. Có biết bao gia đình tan nát cũng vì đề đó, cô biết chưa? Dạ chưa. Con chỉ thấy trước mắt là có gia đình nè. Là gia đình ai bác biết không? Gia đình ai? Gia đình con nè. Ừ. Thiên hạ mình đâu thấy được, mình thấy gia đình mình à. Ừ. Bởi vậy hôm nay con quyết định á, con khôn con đánh trận lớn nữa. Phải trúng rồi mới trở về mái nhà xưa. Còn trật á thì đi một đi không trở lại. Hay quá. Không có tiền đóng tiền nhà, tiền đâu mà đánh đề không biết nữa. Nhìn cái cách mà tính toán của cô đó, thiệt tờ, tức cười quá trời quá đất luôn. Nực cười quá đi. Thì bắt nực cũng phải rồi. Bắt vô nhà bắt cứ đội nón rồi bắt đeo kính đen, rồi bắt cứ trùm kính mít gì hỏi sao không nực. Trời ơi, con nguyên cái khăn vậy cộm như sống tháo ra đi. Trùm kính mít rồi than nực nội. Cái đầu của tôi nó có cái thẹo lớn lắm, không có bỏ khăn ra được. Ủa vậy hả? Bây giờ tôi thấy cô nè, cô nên về xin lỗi chồng của cô đi. Ui, muốn về thì cũng phải trúng một vố lớn mới đem vinh quang về cho chồng được. Vinh quang, vinh quang, chừng nào mới trúng? Nó vậy suốt đời cô không bao giờ cô bỏ được cái bệnh đề đâu. Thì như bác nói lúc nãy đó, đề trong máu rồi, nó vừa nó nằm ở trong máu rồi. Trong máu nó có chữ đề trong đó rồi, sao mà bỏ được? Chỉ có nước bây giờ thay máu cháu lấy máu người khác. Mà một lượng máu nhiều như vậy thì phải có tiền nhiều. Mà muốn có tiền nhiều thì phải làm sao? Qua lại rồi cũng phải giọt vô đề thôi. Trời ơi, tôi thua luôn. Cũng là đề. Thiệt tình cô hết thuốc chữa rồi đó. Biết bao nhiêu người muốn có người chồng tốt như cô mà không được. Muốn có đứa con ngoan như cô vậy mà không được. Một gia đình như thế mà cô nỡ làm cho tan nát. Lương tâm làm mẹ của cô đâu? Trách nhiệm làm vợ của cô đâu? Hả? Cô trả lời cho tôi nghe coi. Cô trả lời đi. Nè, có đủ rồi nha. Vô đây nó tới nó lui cũng chưa cho con số nào á. Vô chửi vô là sao trời? Không biết giờ tâm can tôi bây giờ đang rối rắm nè. Tôi nhớ con tôi lắm nè, mà ông đứng ông chửi tôi hoài à. Tôi thiệt ông bây ông chỉ cần chỉ tôi một lần á, tôi trúng thôi là tôi từ bỏ liền. Ông có biết là từ bấy lâu nay tôi chưa bao giờ có một cái cảm giác gọi là cảm giác trúng đề đó. Tôi chưa bao giờ tôi hưởng được cái cảm giác hạnh phúc đó. Hạnh phúc? Hạnh phúc trong tay mà không muốn cái cảm giác đó. Nếu mà cô còn đam mê đề, chẳng những cô không có cái cảm giác trúng, mà cả cái cảm giác gặp lại chồng con của cô cũng mất luôn nữa. Cô không còn là con người nữa rồi. Ê, ông hơi nặng nữa nghe ông. Dạ. Ngộ nha. Tự nhiên vô đây rồi xỉa xói gia đình mình hoài à. Những lời lẽ trách móc á, chỉ có chồng tôi mới có quyền thôi. Những câu mắng chửi nặng lời chỉ có cha mẹ tôi mới có quyền dạy tôi thôi. Hiểu chưa? Tôi á cũng biết là cái việc làm của tôi á là nó hơi sai một chút. Nhưng chỉ có chồng và cha tôi á nói tôi thì tôi mới nghe. Chứ cuộc đời con này không nghe đằng nào hết nha. Được, nó kêu tôi tới bàn thằng rồi. Thì vậy chứ làm sao? Ai biểu ông ơi giúp vốn cho tôi mà còn chửi tôi? Chửi tôi? Tôi chửi lại là chuyện đương nhiên rồi. Có qua có lại thì mới toại lòng nhau. Tôi đoán ông làm á thì cuộc đời tôi sẽ kết thúc sau cái giờ sớ sớ này. Giờ không sợ ai hết, không nghe ai hết. Không có cười nữa. Hôm nay và mãi mãi cô không được đánh đề nữa. Hồi nãy giờ sao kỳ vậy ta? Cãi với ông rồi cái ông cũng
Vậy là tôi đã có số rồi. Ó, ó là đánh con ó. Trời cản tôi cũng đánh nữa chứ đừng nói chi âm. Vậy là mình cái xứa ơi, cái xứa ơi, hành là mày xáo. Thôi, mình sẽ đi đánh đề thôi. Đã nói là con gì cũng không được đánh nữa nghe chưa? Số mà đã nằm ở trong đầu rồi á, thì không có ai mà cản được cái trường á. Ông mà dám cấm tôi đánh đề á, trời ơi sao ông gan có gì? Ông là ai? Ông là ai? Ông là gái hay là trai? Tao là cha mày. Đứa con bất hiếu là mày á. Ủa? Ba. Ba. Trời đất quay cuồng. Tối tăm mặt mũi. Trời ơi. Tôi đứng nói chuyện với cha tôi cả buổi mà tôi không nhận ra cha tôi sao? Cha, cha lên đây làm chi vậy? Lúa gặt xong chưa? Con đánh đề chưa xong mà cha lên làm chi vậy? Mẹ có khỏe không vậy? Ủa, sao cô nói cha mẹ cô chết hết rồi? Xin lỗi ba, con nói láo. Ngàn lần xin lỗi ba. Con tưởng người lạ trả lời cho qua cho xong chuyện. Cho lúc nào trong cái tâm của con chỉ nghĩ đến hai chữ: ba má yêu quý. Tao thấy mày nghĩ con chữ chữ đề à. Hỡi thế gian, đề là gì mà khiến cho người ta điên đảo? Cũng tại vì đề mà ba nó nhận cũng không ra nữa. Tại ba chứ ai? Trời ơi, tao quá trang gì mà giống như Ả Rập Xê Út vậy đó. Tao chùm mền kính mắt trà. Con đâu có nghĩ là ba. Ừ, phải rồi, tại lo làm ăn quá đâu phải không con? Tháng nào cũng điện về nói là thiếu vốn buôn bán, thiếu tiền đóng học phí cho con. Má mày á, thân già nó phải cầm lưng cây lúa mướn để gửi lên là phụ giúp cho con cháu. Vậy mà nỡ nào mày lấy tiền mày đánh đề hả? Không phải vậy đâu. Con đánh đề là tiền này á của chồng con đó. Con nói nhỏ nha, đừng có nói gì cho chồng con biết nha. Có thiếu á thì con bán đồ. Còn tiền của má cho là tiền để con ăn thôi. Mày còn cãi nữa phải không? Nếu không đánh đề á thì mày dư được tiền của chồng mày làm ra rồi, đúng vậy không? Sao con không nghĩ như vậy ta? Con thấy nhà mình nghèo quá, định đi đường đó là để cho lẹ với lại cho giàu với người ta. Lúc nào con cũng mơ ước mình giàu có, mình tỷ phú như người ta. Cho nên con á, Cho nên mới đi cái đường ma xui quỷ khiến đâu phải không? Muốn giàu á phải lao động, phải cần kiệm, không quan xài phung phí mới mong có ngày được làm giàu. Tại sao là phải mơ? Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ mà con. Con nên nhớ đây là đời, đời chứ không phải là mơ nghe con. Người nghèo thì phải biết mơ mộng một chút chứ ba. Tại vì con đi sai đường nên ba chịu không nổi. Con còn nhớ hay con đã quên? Nhớ gì vậy ba? Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài. Nhẹ nhàng ôm con rồi cha ghé nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi cha. Nghèo cho sạch rách sao cho thôn. Hả? Ba, con nhớ hồi đó ba dạy á là nghèo cho sạch rách cho thơm chứ đâu phải cho thơm. Con cũng biết rách cho thơm phải không? Sao con hành động rồi suy nghĩ không có thơm chút nào vậy? Tin là thơm không à? Tao phải cho thơm mày đó. Thấy không? Con giờ con ăn năn rồi nè, con sorry, con xin lỗi ba rồi nè. Không có sorry, không ăn năn nữa. Thành phố không có năn đâu cho mày ăn đâu con. Về quê đi, về quê với ba. Mỗi ngày đó, rồi ba nhổ một thúng năn cho con ăn. Con ăn năn con hối hận đó con, thấy không? Dạ.
đi về quê. Thôi. Hả? Không về. Hả? Mày không về quê chứ mày mày muốn về đâu? Hả? Con bây giờ con muốn đi chỗ khác à. Con đổi xứ. Không, con đổi hướng. Con nhớ con gái con quá. Con ơi, con đâu rồi? Con ơi, con muốn về lại mái nhà xưa. Nơi có mái nhà của tôi và hai quả tim vàng với một trái tim bạc nhỏ xíu. Đó là con của con đó. Về mái nhà xưa? Nhà đó còn đâu nữa mà mày về? Ủa vậy bà nói vậy là sao? Chồng mày bán nhà rồi. Trời ơi, lũ hồn gì mà tưởng trái rồi mà. Trời ơi, tôi chết rồi. Không lẽ vì giận con mà anh bán nhà, anh đánh đề luôn sao? Tại sao anh lại có suy nghĩ nông cạn giống mình như vậy? Làm gì trúng được mà bán nhà để mà đánh đề? Con đánh chuyên nghiệp như vậy mà còn thua nữa nè. Bán nhà rồi giờ con ở đâu vậy? Đây. Thôi mày nín đi. Trời ơi, đầu óc mày có đề không à? Nó bán nhà đâu phải đánh đề đâu. Nó bán nhà để mà sống đó. Cha con nó đang ở dưới quê kìa. Bởi vậy nên tao đã bàn với má mày rồi. Lớn tuổi rồi, đâu ăn uống bao nhiêu mà để ruộng cho nhiều chi. Thiệt ba đừng ăn nhiều. Dạo này con thấy ba hơi dư dinh dưỡng. Mày nín đi mày. Dạ ba mập đó. Mập mập cái gì? Dạ. Tao bán ít đất ruộng đưa tiền cho chồng mày nè. Hả? Trời ơi trời. Hử? Trời ba đừng có đưa. Sao vậy? Trời nó tiêu hết đó. Trời ơi, càng gỡ càng thua, càng đánh càng chết. Trời ơi, ba đừng có đưa tiền cho ảnh. Đánh cái đầu của mày á, cái đầu đề của mày á. Mày làm như ai cũng ghiền đề như bay vậy hả? Bán bớt ruộng, cộng với tiền bán nhà, rồi tìm chỗ khác thuận tiện làm ăn, rồi mua căn nhà mới, hiểu chưa? Hay gì mình rảnh mình mua villa mình ở đi ba. Villa, cho mày nguyên cái vali cho villa. Vali mà xách mày ra khỏi nhà đó con. Ủa vậy là mình không có khả năng hả ba? Vậy thế để con đánh đề con mua villa. Đề à, hoài à, dạ. Sao con bị liệu với cái chữ đề hoài nha. Làm như ám ảnh mình vậy đó. Vậy cũng hay đó ha. Vậy mà con cứ tưởng ảnh nhiễm con không à. Nhưng con thấy căn nhà cũ của mình á, nó cũng rất ư là dễ thương mà rất ư là thuận tiện đó mà ba. Ờ, thuận tiện lắm. Thuận tiện vì nó là xóm đề mà. Ờ, đúng rồi đó. Ờ, gần đúng, nhà, đúng. Ờ. Ra đánh cho nó tiền đó. Ờ, hay quá. Đó nữa sao liệu nữa vậy thôi. Trước cửa ổ ghi đề, hai bên hông mà cũng ghi đề, sau nhà cũng ghi đề, tiện cho mày quá đi. Trời ơi, sắp tới là có giữa nhà mình cũng có ghi đề nữa đó. Ghi là mày ghi á? Dạ, con làm chủ nữa. Trời ơi, sao nhiễm hoài vậy ta? Ừ, nhiễm quá rồi. Bây giờ đem luộc mày mày mới hết đó. Dạ. Nè, tao nói thiệt với mày nữa hả? Đổi nhà khác á thì quả mai, chứ để cái này nó thấm vô mày rồi, nó thấm quá rồi, đề nó thấm quá rồi, con hiểu không? Dạ, vậy là ba hiểu con. Ôi nhưng mà sao ba biết con ở đây mà ba tìm con vậy? Thì chồng bay nó chỉ đó. Nó biết hết những cái chỗ mà là ăn ở là hành động hàng ngày á. Từ khi bay bỏ nhà bay đi, nó theo dõi bay hoài, bay hiểu không? Trời ơi, chẳng lẽ từ ngày con theo đề tới giờ anh thêm nghề mới là nghề gián điệp hay sao? Tội anh quá à. Con trốn ở đâu anh cũng biết hết trơn á. Nó còn biết con ghi đề ở chỗ nào, mỗi ngày bao nhiêu tiền nữa đó. Trời ơi, qua cái vụ này con mới biết chồng con giỏi thiệt đó. Ừ. Sau này con sẽ cho anh làm nghề mới nữa. Nghề gì? Điệp viên 007. Mày á, mày là không không thấy đó con. Trời đất ơi. Đây nè, để ba nói con nghe. Nó tìm đến những cái chỗ ghi đề á, nhưng mà không muốn làm lớn chuyện. Nó chỉ yêu cầu với thầu đề á, là tất cả các số của con ghi á, nó gom hết. Số tiền hàng ngày con đánh nó giữ và chịu trách nhiệm chung chi khi mà có số trúng đó, con hiểu chưa? Trời ơi, sao dại dột quá vậy? Sao anh dại quá vậy ba? Dại sao? Rủi con trúng á, rồi tiền đâu mà anh chung cho con? Trời ơi, thiệt tình. Anh này anh không hiểu mình hết trơn mà làm chồng bao nhiêu năm mà không hiểu cái tính mình, không đập vậy thôi. Đập là mạnh tay mạnh chân lắm mà. Ừ, đập mạnh lắm mà chừng nào trúng con? Con mà trúng mà số tiền con thua bấy lâu nay nó chung cả tuần cũng không hết nữa. Con có biết là nhờ cầm được cách đó đó không? Mà nó mua lại gần đủ gì vật dụng trong nhà mà con bán để đánh đề đó. Con biết không? Trời ơi. Trời. Chồng của con thật là đáng yêu thiệt. Trời ơi, chồng yêu của tôi. Trời ơi. Vui quá. Xấu hổ mắc cỡ. Có lỗi với gia đình thiệt sự đó.
Không biết kỳ này về ảnh có tha thứ cho con không nữa. Con sợ cái ngày gặp lại ảnh hung hung con mà ảnh tát vô mặt con, chạc chạc ảnh đuổi con đi. Không quê. Có ai vậy đâu mày ơi. Ba nghĩ nó còn thương con lắm đó. Ủa sao ba biết hai gì ba nằm kế ảnh hả? Nằm kế cái gì? Tao nghe nó mớ hoài hả? Ủa anh mớ hả? Ừ. Anh mớ thấy số đề hả ba? Không. Anh nữa rồi số đề nó nhiễm vô trong người con dữ vậy ta? Nó mơ, hình như nó thấy con. Trời ơi, thấy con hả? Ừ. Rồi anh có nói chữ I love you không? À, chứ anh nói gì? Nó nói tiếng Việt. Anh tiếng Việt hả? Con lộn, con tưởng chồng con người Mỹ không à? Nửa đêm nó ôm con, nó nói nè: hạnh phúc đơn sơ tôi tìm sao chẳng thấy, chỉ thấy xót xa khi con khờ hỏi mẹ đâu cha. Tình mong đi em quay về bên mái gia đình, mở rộng vòng tay ân tình anh đón chờ em. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình, bạc tiền xa quá không mua nổi hạnh phúc. Con ơi, con mình ơi, tôi có lỗi với chồng với con. Lần này nhất quyết ba ơi, ba dắt con đi ba. Đi ba dắt con đi. Đi đâu con? Đi cai đệ đi ba, con nghiện nặng lắm rồi ba ơi. Cai được không con? Cai bằng cách nào con? Ba cứ thả con vô qua cái cù lao rồi đó. Hả? Sau giờ xổ số rồi ba lấy xuồng ba đón con về. Rồi rủi trước giờ xổ số rồi mày lội xong mày về rồi sao? Thì con ghiền quá con lội. Không, nhưng mà ba biết rồi, con rất là sợ nước mà, con đâu biết bơi đâu. Không có con giày đi. Sao? Ba cột vô trong, ba cột con vô trong cái gầm giường á. Những ngày mùng 1 Tết á, ba nhớ thả con ra nha. Thì vậy đánh đề lấy ngày hả con? Hả? Cho con đi chúc Tết bà con chứ. Nhưng trước khi về quê con muốn nhờ ba một chuyện. Chuyện gì nè? Thì tiền nhà con thiếu hai tháng chưa trả. Ừ. Rồi tiền hủ tiếu đầu ngõ nè cũng thiếu người ta 90 tô nữa. Nước ngọt Pepsi 15 chai. Thuốc lá mấy gói. Ê, quên thuốc lá con hút nè, nói thêm. Dù gì thì từ giờ tới giờ con cũng thua nhiều rồi. Ừ. Tiền còn lại của con cũng đủ làm gì trơn á. Nhiều lúc con tính làm liều. Làm liều gì? Định đập cú chót vô đề nữa hả? Không có, con định xin ba tiền để đắp vô tiền nhà chứ không phải tiền đề. Rồi cha con mình mới về quê ăn Tết được chứ. Vậy hả? Đó, vậy phải được không? Con ơi, ba dạ. Nghĩ cái Tết năm nay là cái Tết đáng nhớ của gia đình mình đó con ơi. Vậy là Xuân đã về với gia đình mình rồi phải không ba? Đúng ra là về với gia đình của con là đúng nhất đó nghe không? Dạ, trời con vui quá à. Xuân ơi Xuân, Xuân đã về. Con đã vui nào hơn mùa xuân đến. Xuân ơi Xuân, Xuân đã về. Tiếng chúc cho thưa mừng đã mùa xuân. Xuân ơi Xuân, Xuân đã về. Cánh em bay về cho tim mình nào lớn. Xuân ơi Xuân, Xuân đã về. Những đám mây vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vàng bao câu chúc yên lành, đất nước ấm qua yên ấm an vui. Bao em thơ quay áo mới vui cười, chào một mùa xuân mới. Xuân ơi Xuân, Xuân đã về. Kính chúc muôn người bao niềm mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào. Đi về quê con gái của ba. Đi con. Đi đi, đi liền ba ơi. Con đi liền nè. Ba ơi, còn vé số của ba. Để dò luôn đi ha. Nếu trúng là gia đình mình ăn Tết lớn đó. Vé số tuần rồi con ơi, đừng có mơ về quê.